Xin chào tất cả mọi người, xin tự giới thiệu, em là Tài, chủ của trang trại nuôi hươu sao Tín Tài tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thì hôm nay là một cái ngày cũng rất là đẹp trời, vừa trải qua 3 ngày mưa liền thì hôm nay là thời tiết rất là đẹp và cũng mát mẻ. Thì Tài sẽ làm một cái video cũng là xoay quanh về cái chủ đề về liên quan đến hươu sao và cái sản phẩm chính là nhung hươu thôi. Thì hôm nay cũng ngoài lề một chút là liên quan đến cái vấn đề chăn nuôi. Đấy, thì cũng rất nhiều các bạn trẻ là chủ yếu mọi người nhé. Đa phần là các bạn trẻ gọi đến trang trại và cũng hỏi về những cái kỹ thuật nuôi hươu. Và cái con hươu này nó nuôi như thế nào, có dễ nuôi hay không. Đấy, và cũng về cái việc mà chăm sóc hươu hay là con hươu ăn gì. Thì Tài cũng chia sẻ thêm về những cái video để cho mọi người có thể có cái dữ liệu để mọi người xem, mọi người tham khảo. Chúng ta có một cái nhìn bao quát về cái nghề chăn nuôi này trước khi chúng ta quyết định là chúng ta có thể bỏ nuôi lợn hay bỏ nuôi những con vật hiện tại để chuyển sang cái nghề nuôi hươu hay không. Thì cái video ngày hôm nay thì Tài quay các ô chuồng của trang trại Tín Tài. Trang trại thì cũng nuôi thực chất là chỉ là hơn 100 con thôi mọi người nhé. Nhưng mà trang trại cũng kết hợp với rất nhiều các trang trại khác. Đây cũng là tâm sự thật là như vậy. Cũng là trang trại trong gia đình như nhà chú của Tài, nhà cậu của Tài đều có những cái trang trại rất là lớn. Tuy cái số lượng nó không lên đến 1.000 nhưng mà gộp nhiều trang trại lại thì số lượng cũng khá rất là nhiều. Vì vậy nên cái số lượng nhung của trang trại, Tài là người đảm nhận chính ở cái việc mà phân phối nhung ra ngoài thị trường. Thì trang trại của nhà Tài thì thực chất là chỉ có hơn 180 con thôi mọi người ạ. Nhưng mà cái việc mà nuôi hươu như này ấy, thì Tài cũng tâm sự thật là nó không phải là một cái nghề mà giúp chúng ta có thể thành tỷ phú hay như nào được đâu. Như mọi người đồn thổi hay như nào, nuôi hươu sau vài năm trở thành tỷ phú thì Tài thấy nó cũng không phải là chính xác. Tuy nhiên thì cái việc mà nuôi hươu ấy, Tài khẳng định một điều là nó hơn nuôi những con vật khác phổ biến như con lợn, con trâu hay con bò. Tuy nhiên là Tài không phủ nhận là những cái mỗi con vật nó sẽ có một cái ưu điểm khác nhau. Ví dụ chúng ta nuôi con trâu, con bò thì nó sẽ nhàn rỗi hơn và nó cũng dễ phù hợp với từng khu vực, từng gia đình chúng ta. Không phải nhà nào cũng có thể là nuôi được hươu và cũng không phải nhà nào cũng có thể nuôi được bò. Vì vậy nên tùy theo từng vùng mà mọi người có thể quyết định nuôi những cái con vật nuôi khác nhau. Thì cũng về cái video này ấy, Tài muốn làm cái chủ đề chính là nuôi cái việc mà nuôi hươu nó có trở nên giàu có hay là giàu được không. Đấy, thì Tài cũng tâm sự thật đấy. Bản thân Tài cũng trực tiếp là từ bỏ cái việc mà công việc ổn định sau khi ra trường. Đấy, đã quay lại phát triển cái nghề truyền thống của gia đình. Đấy là cái việc mà nuôi hươu. Thì cái việc nuôi hươu lấy nhung như này nó có thực sự giàu? Thì Tài cũng nói là nó có thôi nhé mọi người. Tức là có khi cái việc nuôi hươu này ấy, nó sẽ là dễ hơn. Tuy nhiên là mọi người phải hiểu là không có cái người nông dân nào đa phần ấy, chỉ nói là thành công thôi. Chứ còn nói mà trở thành tỷ phú về cái việc mà chăn nuôi hay là cái việc mà trồng trọt ấy thì nó thường là có một cái chút gì đấy là phóng đại lên. Đấy, thì Tài cũng gặp rất nhiều, Tài vẫn là con trẻ mà, Tài đến nay, năm nay là 35 tuổi thôi. Ra ngoài đời thì gặp rất nhiều các bạn trẻ rất là giỏi luôn, tiếp xúc với công nghệ thông tin hay là đầu tư hay gì đấy. Người ta rất là giàu có, đấy, bạc tỷ hay rất nhiều trăm tỷ cũng có. Tuy nhiên là cái nghề chăn nuôi của mình sau khi mình nhìn lại thì nó chỉ là có hơn so với những cái người mà chăn nuôi cái con vật khác. Đấy, so với mặt bằng chung ở quê. Tuy nhiên là cũng rất là vất vả mọi người nhé. Cái nghề nuôi hươu này ấy, mọi người phải yêu cái con vật, yêu những cái chú hươu mọi người nuôi, yêu nghề.
thì chúng ta mới có thể là gắn bó được với nghề này được. Tất nhiên là khi Tài cũng gặp ban đầu gặp rất nhiều các bạn, các anh, các chị là nói là nuôi cái nghề này rất là tàn nhẫn. Tức là chúng ta cưa cái nhung ở trên đầu con hươu ấy sẽ làm đau con hươu rất là nhiều. Nhưng mà mọi người cũng phải thông cảm một cái là đấy là một cái gọi quy luật bắt buộc. Nếu như mà không có cái việc mà cưa cái nhung ấy thì chắc chắn là sẽ không có ai nuôi cái con hươu này đâu mọi người ạ. Đấy là một cái quy luật bắt buộc. Và tất nhiên là khi mà cưa con hươu ấy thì nó cũng sẽ làm đau. Chắc chắn là sẽ đau. Tài không phủ nhận cái điều đấy. Tuy nhiên là cái việc này nó cũng là một cái việc bắt buộc và nó cũng mang cái tính nhân văn rất là tốt cho những cái người mà cơ thể gầy, yếu, ốm. Có những cái món như bồi bổ như nhung hươu này nó đứng đầu về bồi bổ rồi, rất là tốt cho sức khỏe mang lại, thì cũng là giúp cho rất nhiều người, thì và cũng giúp cho cái con hươu này là nó bảo tồn được giống nòi mọi người nhé. Mọi người cứ nghĩ đấy, nếu như mà để ở ngoài tự nhiên ở rừng ấy, bây giờ làm gì còn hươu nữa, chỉ có những cái khu bảo tồn người ta nuôi lại thì mới còn thôi, chứ còn nếu mà ngoài rừng tự nhiên ấy, hổ hay là hươu này chắc chắn là sẽ không còn ở ngoài rừng nữa mọi người nhé. Rất là khó để tồn tại. Tại vì rất nhiều người săn bắn để lấy thịt, lấy nhung thì nó sẽ không gây được thêm đàn và cũng không thể bảo tồn được như này. Thì cái việc nuôi hươu thì kinh tế thì nó sẽ là hơn nuôi lợn, chắc chắn hơn nuôi lợn, nuôi gà. Tại vì mọi tính một cặp nhung trung bình đi, trang trại cắt một cặp nhung trung bình nó sẽ dao động là từ 5 lạng đến khoảng 1 cân 3 cân 4. Thì cứ trung bình lại một cặp nhung thì nó sẽ cho tầm khoảng 10 triệu đó mọi người. Tức là nuôi cả năm một con hươu nó cho một cặp nhung như vậy được 10 triệu. Con nào mà dương tính tốt thì nó sẽ cho được hai cặp. Cái cặp thứ hai nó rất là nhỏ thôi thì cái cho là trung bình tầm khoảng 10 11 12 triệu một con. Tuy nhiên là để được cái số tiền như vậy thì mọi người chăm dẫm cả một năm trời cũng rất là nhiều công, rất là vất vả. Và cái giống khi mà đầu vào mua hiện tại thì nó cũng lên đến khoảng 20 triệu một con rồi. Đấy, hơn 20 triệu một con. Và cái việc mà rủi ro trong chăn nuôi nữa. Ví dụ như mà cuối năm ngoái Tài có bắt một cái con hươu nòi về để cải thiện cái giống nòi nhà mình. Con hươu đấy ở nhà chủ trước ấy là nó cho một năm, nó cho một cặp là hơn 3 cân. Nhưng mà sau khi bắt về thì chỉ trong vòng 4 tháng con hươu đấy bệnh chết. Thế là con hươu mọi người biết Tài mua bao nhiêu không? 265 triệu. Tức là mất luôn cái số tiền đấy. Nên là cái việc mà rủi ro trong cái nghề chăn nuôi nó cũng xảy ra rất là nhiều. Vì vậy nên cái việc mà chăn nuôi hươu có thực sự giàu hay không thì video Tài tâm sự thật như vậy thì mọi người cứ nghe và đánh giá tùy theo mọi người nhé. Tức là nó sẽ có Tài công nhận là nó sẽ có kinh tế hơn so với những cái nghề nuôi khác. Nhưng mà để giàu có thực sự thì Tài thấy là chưa. Bản thân Tài bây giờ là đang yêu, rất là yêu nghề thôi. Rất là yêu cái sản phẩm này, rất là yêu con vật này. Chứ thực sự là Tài cũng chưa thấy là Tài đang giàu có gì cả. Vì vậy nên cái video này là một cái video mà Tài muốn chia sẻ tức là thực tâm và làm những quay những cái cảnh nhung hươu thực tế của trang trại như này để mọi người xem luôn. Thì trang trại Tín Tài thì sẽ là cung cấp các sản phẩm nhung hươu tươi nguyên cặp ở trên đầu hươu như thế nào ấy, thì trang trại là cắt xong ấy, trang trại sẽ giữ nguyên như vậy, sẽ gửi đến tay mọi người những cái cặp nhung là tốt nhất, đang còn nguyên vẹn, đang còn nguyên lông như vậy, để mọi người yên tâm nhất về cái sản phẩm sức khỏe mà trước khi mọi người sử dụng. Đấy, thì cái giống hươu sao này ấy, thì nó là một cái loài mà cho nhung là tốt nhất rồi mọi người nhé. Nó chỉ từ lúc bật nắp đến lúc cắt ấy, chỉ dao động từ 43 đến 45 ngày là trang trại thu hoạch thôi. Vì vậy cái nhung là đang ở cái thời kỳ là chất lượng hoàng kim, chất lượng tốt nhất. Đấy, thì video của Tài làm đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Hiện nếu như mọi người thấy video này có một chút ý nghĩa với mình thì vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video này
để nhiều người biết đến cái sản phẩm của trang trại Tín Tài hơn. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Cuối video thì Tài dành một chút thời gian để giới thiệu đến mọi người cái bình ngâm Nhung Hiêu ngâm mật ong này nhé. Thì trang trại Tín Tài đang làm cái bình Nhung Hiêu ngâm mật ong, bao gồm là có một lạng Nhung Hiêu tươi Thái Lát và một lạng nhân sâm tươi Hàn Quốc. Thì các em đang ngồi chia đây. Thì cái Nhung Hiêu này là trang trại cắt trực tiếp từ nhung tươi ra. Đấy, một buổi sáng này trang trại cắt được tổng là 6 cặp. Thì hôm nay là không báo khách, thì trang trại làm ngâm luôn. Và cái sản phẩm làm ngâm này thì là chủ yếu là để chia nhỏ sản phẩm, để cho các anh chị, cô chú bác mà không sử dụng nguyên cặp được thì có thể sử dụng đến cái bình này. Bình này thì Tài cũng nói cụ thể luôn là gồm một lạng Nhung Hiêu tươi Thái Lát này, một lạng nhân sâm tươi Hàn Quốc. Đây này, nhân sâm tươi Hàn Quốc mà trang trại đã rửa sạch và thái lát sẵn. Đây là loại sâm là 6 củ 1 kg. Đấy, và cái mật ong rừng nhé mọi người, mật ong rừng để dùng ngâm, mà mật ong rất là chất lượng luôn. Thì ngâm toàn bộ cái sản phẩm mà để lên một cái bình này, kể cả nhân Nhung Hiêu và nhân sâm đều là cái loại tốt nhất. Lên bình này thì mỗi một cái bình như thế này thì nó là 0,8 lít mật ong này, một lạng nhung này, một lạng sâm. Cái giá của bình này là 2.600.000. Thì nếu các anh chị, cô chú bác mà chúng ta không lấy cái cặp Nhung Hiêu tươi nguyên ấy, thì chúng ta có thể sử dụng sang cái bình Nhung Hiêu ngâm mật ong sẵn này, trang trại đã làm sẵn chỉ về sử dụng thôi. Anh chị, cô chú bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899 để trang trại được tư vấn kỹ hơn. Đây nhé mọi người, đây là một bình mà các em chia sẵn đây. Ở bên trong thì dưới là có 100g Nhung Hiêu tươi và 100g nhân sâm tươi Hàn Quốc nhé. Nhung Hiêu thì nó màu đỏ đây, còn nhân sâm là cái màu vàng vàng đây. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của trang trại Hiêu Sao Tín Tài. Thì trang trại Tín Tài sẽ thường xuyên cập nhật những cái kiến thức về sản phẩm sức khỏe, là sản phẩm Nhung Hiêu sao và những cái sản phẩm như là cao hiêu, và rất nhiều các kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi hiêu sao thường xuyên cập nhật ở cái trên kênh YouTube Nhung Hiêu Sao Tín Tài của trang trại. Thì mọi người vui lòng hãy ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại cập nhật. Và đừng quên, nếu thấy video này hay và ý nghĩa, có một cái ích lợi gì cho mình, có một cái niềm vui nhỏ, thì hãy vui lòng ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm này của trang trại hơn. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ của trang trại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.